Hi, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến một buổi cho hai chú nhện của bé Shop ăn nha. Đầu tiên là bé này là bé Golden Bedroom. Chúng ta sẽ bắt chú dế. Này con cho này phản ứng như thế nào khi mà con chú dế rớt vô nhỉ? Chúng ta có thấy chú dế chưa nhỉ? Chú nhìn mới bất động mà. Mà không có phản ứng gì đâu. Ê, mình hãy để ý bên này. Russia. Mình như là có đói không? Là thử nhé. Vì như thế này cũng không đói. Thì đang rất nhanh các bạn. Chỉ một khoảnh khắc để chạy ra ăn rồi. Chú này thì có vẻ háo ăn hơn chú kia. Các bạn có thấy rõ không này, mình đang quay. Đấy. Đang ngậm chặt con mồi. Hãy cùng ngắm chú này ăn ơi. Đừng làm chú hoảng nhé. Nó nhìn rất là thú vị đấy các bạn. Các bạn có thể trải nghiệm nuôi nhện Tarantula. Để đến với World Pet Shop thì có một số nhện sling nuôi từ từ rồi sẽ lớn. Lớn như bé Gosia này. Hoặc bé Golden Retriever bên này. Không biết là chưa chịu ăn ta. Không đói hay con? Wow. Nó không chịu ăn. Các bạn nhớ châm nước cho cái hộp dện của bà. Thỉnh thoảng ta cũng uống nước á. Hàng hốc đẹp chưa? Chúng mình một góc cảnh rất là hoang dã, thiên nhiên hoang dã ở đây. Cái chú này chưa đói rồi thì cứ để dế trong này từ nó sẽ ăn. Quay lại với bé này coi, ăn gần xong luôn rồi, ghê thật. Các bạn xem nhớ theo dõi kênh YouTube của Bé Shop nha. Có rất nhiều các clip về bé. Thích mua gì cứ đặt hàng với Shop. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.